Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình toán nâng cao môn toán lớp 5. Thì trong bài hôm nay, chúng ta sang bài 7, tiếp tục về bài toán liên quan đến phân số. Và trong bài này, chúng ta có ví dụ như sau. Cho phân số A trên B có B trừ A bằng 21, tức là mẫu số trừ tử số bằng 21. Phân số A trên B sau khi rút gọn thì được phân số 16 phần 23 Tìm phân số A trên B Tức là phân số A trên B sau khi rút gọn được phân số 16 phần 23 Có nghĩa là chúng ta đã chia cả tử số và mẫu số của phân số A trên B Cho một số tự nhiên khác không Để chúng ta được một phân số mới bằng phân số A trên B Đó là phân số 16 phần 23 ở đây chúng ta giả sử chia cả tử số và mẫu số của phân số a trên b, tức là chia a và b cho số c khác không, cho số tự nhiên c khác không. Thì như vậy, chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Khi rút gọn phân số a trên b thì được phân số 16 phần 23. Nghĩa là ta đã chia a và b cho cùng một số tự nhiên c khác không. Do đó ta sẽ có tử số là A chia C bằng 16 và mẫu số là B chia C bằng 23. Khi chia cả tử số và mẫu số của phân số A trên B cho một số tự nhiên C khác không, thì chúng ta được một phân số mới bằng phân số đã cho, tức là phân số mới là 16 phần 23 bằng phân số A trên B. Như vậy chúng ta có A chia C bằng 16, B chia C bằng 23. 2. Các em có thể viết lại là A bằng 16 nhân C. A là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, các em sẽ lấy thương nhân với số chia. Thương là 16 nhân với số chia là C. Tương tự như vậy, B bằng thương là 23 nhân với số chia là C. A bằng 16 nhân C, B bằng 23 nhân C. Mặt khác, theo đề bài, chúng ta có tử số trừ mẫu số bằng 21, tức là B trừ A bằng 21. Các em thay B bằng 23 nhân C, và A bằng 16 nhân C Thì như vậy Mặt khác ta có B A bằng 21 lên B là 23 nhân C trừ đi A là 16 nhân C bằng 21 23 nhân C 16 nhân C Các em áp dụng tính chất phân phối của phép nhân Đối với, với phép trừ Các em sẽ viết lại Là mở ngoặc 23 16 Đóng ngoặc nhân C Ở đây chúng ta có thừa số chung Là C Cho nên các em sẽ đưa C ra ngoài như vậy mở ngoặc 23 trừ 16 nhân C bằng 21. 23 trừ 16 bằng bằng 7. Do đó chúng ta sẽ có. Đến đây ta có 7 nhân C bằng 21. Muốn tìm C tức là tìm thừa số chưa biết của một tích. Muốn tìm thừa số chưa biết của một tích. Các em sẽ lấy tích. Chia cho thừa số đã biết. Tích ở đây bằng 21. Chia cho thừa số đã biết tức là chia cho 7. Như vậy C bằng 21 chia 7. Do đó C bằng 3. Thì C bằng 3. Các em thay ngược lại vào A bằng 16 nhân C thì các em sẽ có A bằng 16 nhân 3 và bằng 48. B bằng 23 nhân C. Như vậy B sẽ bằng 23 nhân 3 và bằng 69. A bằng 48, B bằng 69. Do đó phân số A trên B là 48 phần 69. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.